Xin chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ có xu hướng tăng dần tại miền Bắc những ngày nay. Như tại thủ đô Hà Nội, lúc 13 giờ trưa nay đã tăng lên quanh ngưỡng 28 độ cùng với độ ẩm trong không khí cao nên cảm giác oi bức đã xảy ra. Tuy nhiên từ đêm nay sang ngày mai khi mà đợt gió mùa đông bắc yếu tăng cường, trời sẽ nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác ở các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ. Nền nhiệt ngày mai sẽ giảm đi từ 3 đến 4 độ, phổ biến dưới mức 24 độ, trời lạnh. Trong khi đó, tại các tỉnh Tây Bắc Bộ trời nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất ở mức 26 cho tới 29 độ, có nơi thì còn cao hơn. Sóng lạnh tăng cường đêm nay và ngày mai là rất yếu, không ảnh hưởng tới miền Trung nên trời chỉ nhiều mây, có sương mù vào đêm và sáng ở các tỉnh phía Bắc. Còn trưa chiều có nắng, nhiệt độ sẽ tăng dần từ Bắc vào Nam, đến Ninh Thuận, Bình Thuận có thể đạt mức 31 đến 32 độ. Thời tiết thuận lợi cho hoạt động chuẩn bị đón Tết của mọi người. Còn với các tỉnh thành phương Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, không có nơi nào xuất hiện mưa, nền nhiệt đêm ở khu vực Tây Nguyên vẫn thấp 17 đến 19 độ, còn tại Nam Bộ là 22 đến 25 độ. Trong ngày nắng sẽ xuất hiện sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai tại 5 tỉnh thành phố Tây Nguyên đều cao trên 30 độ và dao động trong khoảng 30 đến 33 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao 33 đến 35 độ, nóng cục bộ xuất hiện ở cả miền Đông và miền Tây. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Toàn biển Đông bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cường độ gió chỉ phổ biến ở mức cấp 3, cấp 4, tình trạng biển bình thường. Ngoài ra mưa dông ít xảy ra nên thuận lợi cho hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ của bà con trong những ngày cận Tết. Đến đây bản tin thời tiết tổng hợp ngày 4 tháng 2 sẽ được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.